Ô tô cũ Đồn Nghị xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một mẫu xe Hyundai Santa Fe có năm sản xuất 2003, phiên bản là số tự động, máy dầu, gầm cao máy thoáng, máy chất gầm chắc côn số 1, mang biển kiểm soát 29A 50700. Hiện tại ở trước Hyundai Santa Fe đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đồn Nghị. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh mua bán, trao đổi, ký gửi tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Bác nào mua xe cũng như bán xe hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Một mẫu xe Hyundai Santa Fe nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Đấy, Santa Fe Gold các bác nhé. Đấy, một mẫu xe đăng ký là 5 chỗ ngồi. Đấy, ghế đằng sau con này nó đang ngồi ngược các bác nhé. Đấy, ghế đằng sau ngồi ngược thì chỉ dành cho trẻ em thôi. Đấy, mang biển kiểm soát Hà Nội này. Đấy, sơn xi thì màu đen. Đấy, sơn xi màu đen la răng đúc 4 bánh các bác nhé. Đấy, trang bị túi khí ABS đầy đủ, màn hình cam nồi. Đấy, bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này cứ alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên các bác nhé. Đấy, Hyundai Santa Fe nhập khẩu này. Đấy, phần nếu mà gấp hàng ghế thứ ba lại thì khoang đựng đồ của nó này rất là rộng rãi các bác nhé, khoang đựng đồ rất là rộng rãi luôn. Đấy, hệ thống đèn phanh này. Đấy, rất là sáng bóng đều nhau các bác nhá. Đinh tán răng giật này. Đấy, nguyên đai nguyên kiện. Ốc ác lắp cabo chưa hề tháo rỡ các bác nhá. Đấy, chưa hề tháo rỡ luôn, rất là xịn sò các bác nhá. Đấy, xịn sò luôn các bác nhá. Mua về chỉ việc đổ dầu vừa sử dụng thôi. Đấy, mua về chỉ việc đổ dầu vừa sử dụng các bác nhá. Phần lắp cốp này. Đấy, tổng quan của lắp cốp này. Tem mác thì nói sản xuất này. Đấy, keo chỉ của xe này. Đấy, keo chỉ của nó keo chỉ zin các bác nhá. Đấy, keo chỉ zin luôn. Máy gầm thì ok. Đấy, máy gầm ok các bác nhá. Đinh tán răng giật nguyên đai nguyên kiện. Đấy, có cả cổng sạc điện thoại phía sau các bác nhá. Đấy, cổng sạc điện thoại phía sau này. Đấy, phần cốp sau xe này, khoang đựng đồ này. Đấy, con này hàng ghế thứ ba hình như nó tháo rồi các bác nhá. Đấy, anh em nó tháo rồi thì bây giờ là chỉ là khoang đựng đồ thôi. Đấy, anh em đi thì chở được 5 người thôi các bác nhá. Đấy, chân của nó này, chân của nó là chân nỉ các bác nhá, chân nỉ này, cửa sổ trời này, đó, chân nỉ cửa sổ trời. Phần gầm của xe này, đấy, gầm bệ này, gầm bệ khá là chắc chắn các bác nhá, gầm bệ khá chắc chắn luôn. Hyundai Santa Fe nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Phiên bản là số tự động, máy dầu, máy 2.0. Đấy, máy dầu các bác nhá. Máy dầu thì rất là tiết kiệm luôn. Đấy, màn hình cam nùi, trang bị gạt mưa sau. Đấy, gạt mưa sau các bác nhá. Đấy, đuôi gió này. Phần giá đựng đồ này, đầy đủ luôn các bác nhá. Giá đựng đồ đầy đủ luôn. Đây là phần quả lốp của đằng sau bên phụ các bác nhá. Đấy, lốp dép khá là ok, khe mũi khá là dày. Đấy, phần cua lốp này, đó, khá đẹp. La răng đúc này. Đấy, la răng đúc, la răng đa chấu các bác nhá. La răng đa chấu này, phanh đĩa này. Đấy, phanh đĩa 4 bánh các bác nhá. Đấy. Phần hàng ghế đằng sau này. Đấy, hàng ghế thứ hai các bác nhá. Đấy, hàng ghế thứ hai này, màu ghi rất là đẹp luôn. Đấy, trang bị màu ghi, bậc lên xuống thì đã được ốp inox mạ chrome rồi. Đấy, bậc lên xuống ốp inox mạ chrome rồi các bác nhá. Ốc bản lề này. Đó, rất là xịn sò luôn. Cửa sổ trời này, chân nỉ này. Màn hình này, màn hình cam nùi này. Phần nào quả số phanh tay này. Bô lăng là ba chấu các bác nhá, túi khí an toàn cho người lái này. Wow, một mẫu xe Hyundai Santa Fe. Đặc biệt cánh cửa vẫn còn lớp lỉ nguyên bản các bác nhá. Cánh cửa vẫn còn lớp lỉ nguyên bản luôn. Rồi, rất là xịn sò luôn các bác nhá.
hệ thống keo chỉ của xe zin luôn các bác nhá. Hệ thống keo chỉ zin luôn, máy chạy thì rất là ngon, máy gầm thì đại chất. Đó, mua về chỉ việc đổ sâu dầu mới sử dụng các nhá. Đấy, hàng nhập khẩu, hàng nhập khẩu thì tôn vỏ của nó rất là dày, đồ đạc thì của thằng Hyundai thì rất là dễ thay thế các bác nhá. Đấy, dòng này thì nó không hay hỏng vặt các bác nhá. Đấy, máy gầm thì đại ngon luôn. Màn hình này, màn hình cam nồi đầy đủ các bác nhá. Hệ thống ghế da này rất là tươi luôn các bác nhá. Đấy, rất là tươi, sạch sẽ. Bật lên xuống. Lót sàn nó được trang bị bộ lót sàn này, màu nâu rất là ok. Ốc áp bản nè. Chưa hề động đến kale mở led. Hệ thống cột kèo. Đó, hệ thống cột kèo. Hệ thống cột kèo zin nguyên các bác nhá. Đó, zin nguyên luôn. Đấy, hệ thống cột kèo zin. Hệ thống táp ly của cánh cửa đằng trước bên phụ này. Đó, lớp lỉ nguyên zin. Âm thanh thì cực hay. Khung cánh cửa này. Đấy, khung cánh cửa không hề mục mọt các bác nhá, không hề mục mọt. Hệ thống keo chỉ của nó keo chỉ zin luôn. Đó, keo chỉ zin các bác nhá. Táp ly cánh cửa rất là đẹp luôn. Một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng luôn các bác nhá. Tích hợp xi nhan báo rẽ bên sườn. Đăng kiểm của nó đến tháng 1 năm 2022. Tháng 1 năm 2022 các bác nhá. Phần của lốp của đằng trước bên phụ của bác này. Đấy, lốp xe khá là ok. Phần tôn giảm sóc này không hề gì dầu các bác nhá. Tôn giảm sóc này. Cua lốp la răng đúc một bánh, phanh đĩa một bánh các bác nhá. Đấy, một mẫu xe Hyundai Santa Fe sản xuất 2003, phiên bản số tự động. Đấy, máy dầu, máy 2.0, hàng nhập khẩu nguyên trước toàn quốc, hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh mua bán trao đổi ký gửi tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Bác nào mua xe cũng như bán xe hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em các bác nhé. Quả lốp của đằng trước đây. Đấy, lốp dép đây khá là dày dặn các bác nhé. Bốn của lốp khá là ok luôn. Thụt giảm sóc này. Phần nào cua lốp này. Đấy, rất là ok. Hệ thống của lốp đằng sau bên lái các bác nhé. Lốp dép ok, thụt giảm sóc không hề gì dầu luôn. La răng đúc này, phanh đĩa này, bật lên xuống này. Táp ly cánh cửa đằng sau bên lái các bác nhá. Táp ly cánh cửa này. Đó, khá là đẹp luôn. Keo chỉ này. Keo chỉ zin các bác nhá, keo chỉ zin. Khung cánh cửa này. Không hề mục mọt các bác nhá, không hề mục mọt. Ốc bản nè. Đó, rất là xịn sò. Nội thất tươi mới sạch sẽ, đinh tán răng giật nguyên đai nguyên kiện. Đó, đinh tán răng giật nguyên đai nguyên kiện các bác nhá. Một mẫu xe Santa Fe sản xuất 2003. Đấy. Bảng tổng của gương kính chỉnh điện và cụp xe. Đó, lớp lỉ nguyên bản luôn. Lớp lỉ của cánh cửa nguyên bản các bác nhá. Phần keo chỉ đây. Đấy, keo chỉ của xe. Khung cánh cửa đây. Ốc bản này. Chưa hề động đến kale mở led, bật lên xuống. Phần tem mát theo nhà máy sản xuất. Đấy, ốc an. Zin luôn các bác nhá, zin luôn. Cột kèo. Hệ thống cột kèo các bác này. Có nguyên đai nguyên kiện các bác nhá. Hệ thống cột kèo nguyên đai nguyên kiện luôn. Sau đây em sẽ tiến sâu vào bên trong nội thất cho các bác xem này. Vâng, đây là phần bô lăng của xe này. Đấy, túi khí an toàn các bác nhá. Đấy, máy lổ còi kêu.
Đấy, máy lỗ còi to luôn. Sau đây em sẽ lỗ máy lên này. Đó, máy đã lỗ các bác nhá. Đấy, máy đã lỗ các bác nhá. Máy lỗ, máy dầu mà lỗ êm như là máy xăng các bác nhá. Xi nhan báo rẽ này. Phun nước gạt mưa. Hoạt động rất là trơn tru. Đấy, trang bị màn hình này, em vào số lùi cho nó. Đấy, màn hình cam lùi này. Đầy đủ luôn các bác nhá. Phần là quả số này. Phanh tay này. Phần là bệ tì tay này. Đấy, phần là chắn nắng này. Đấy, chắn nắng các bác nhá, rất đẹp luôn. Gương chiếu hậu này. Đấy, chắn nắng hai bên này. Có cả gương trang điểm các bác nhá. Cả gương trang điểm luôn. Phần là kính lên xuống này. Đó. Gương cụp xe này. Đó, gương cụp xe các bác nhá. Gương chỉnh điện này. Đó, hoạt động rất là ok. Hai bên các bác nhá. Đó, hai bên. Phần kính lên xuống các bác nhá, hoạt động rất là trơn tru luôn. Táp lô của xe này khá là đẹp luôn. Sau đây em sẽ đi vào phần tổng quan khoang máy cho các bác xem nhé. Đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Hyundai Santa Fe sản xuất 2003. Phiên bản là số tự động, hàng nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, máy dầu, máy 2.0. Hiện tại trước lại bên em đang chào bán với giá là 225 triệu đồng. Vâng, 225 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Hyundai Santa Fe hàng nhập khẩu. Tất cả này, kính đá trang nhật phụ sản xuất này. Khá đẹp luôn các bác nhé. Máy dầu mà lỗ êm như máy xăng. Keo hệ thống keo chỉ của nó vẫn còn zin. Lắp cabo này. Đấy, lắp cabo của anh nhé. Keo chỉ nhé. Đó. Rất đẹp, lớp lỉ nguyên zin luôn. Đấy, lớp lỉ nguyên zin. Tổng quan của lắp cabo. Đấy, máy dầu mà lỗ êm là máy xăng các nhé, máy ngọc luôn. Em không hề dùng cửa chi các bác nhé, không hề dùng cửa luôn. Tất cả các linh cán đang giật của nguyên đai luôn kia. Đây là ông cảm sát này. Ốc lắp cabo chưa hạ các bác nhé. Đấy, chưa hạ, chưa hề làm cái cà lê vào đấy. Linh cán đang giật. Không cắm xô, không ca lặng, không ngập nước, không cắt xi, không phụ các bác nhé. Đấy, một mẫu xe Santa Fe rất là đẹp luôn. Ngon mổ rẻ, giá tiền thì chỉ có 225 triệu đồng thôi. 225 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Hyundai Santa Fe nhập khẩu các bác nhé. Nhập khẩu luôn. Đấy, máy hộp các bác nhé. Chưa hề dọn rửa này. Máy lỗ thi thầm. Đấy, thi thầm mùa xuân luôn các bác nhé. Máy dầu mà lỗ êm ngang với máy xăng luôn. Một em máy dầu hàng nhập. Dạ vâng, ô tô cũ Hoàng Nghị có địa chỉ đặt tại thôn 1 xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể một mẫu xe Hyundai Santa Fe sản xuất 2003, phiên bản là số tự động, máy dầu, máy 2.0.
Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 225 triệu đồng. Vâng, chỉ có 225 triệu đồng, các bạn đã sở hữu một mẫu xe Hyundai Santa Fe. Bạn nào mà quan tâm đến mẫu xe này cứ alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bạn nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video lần sau ạ.